Những mẫu xe gầm cao từ CUV đến SUV trong phân khúc giá từ 500 đến hơn 1 tỷ đồng sẽ được giới thiệu và báo giá tới quý khán giả trong video ngày hôm nay. Và xin được kính chào quý khán giả đã quay trở lại với Trung Thương Auto, Vua Gầm Cao, đơn vị chuyên kinh doanh những dòng xe gầm cao đã qua sử dụng, có địa chỉ kinh doanh tại số 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Một địa chỉ rất thuận tiện và dễ dàng tìm kiếm, chỉ cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Đến chị có thể qua xem xe và lái thật từ 8 giờ sáng đến 22 giờ tối hàng ngày, và đó là showroom phía Bắc. Ngoài ra, những quý khách hàng ở các tỉnh phía Nam có thể ghé qua showroom cơ sở phía Nam của Trung Thương Auto tại số 709 đường DT 743B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe gầm cao đã qua sử dụng với đúng nhu cầu và chất lượng được cam kết. Và nếu là lần đầu tiên anh chị ghé qua kênh của Trung Thương Auto thì anh chị hãy hào phóng gửi cho Trung Thương Auto một lượt like, một lượt subscribe và một bình luận ở phía dưới để đội ngũ của Trung Thương Auto có thêm nhiều động lực ra những video giới thiệu những chiếc xe tới quý anh chị được không ạ? Em Tuấn thay mặt Trung Thương Auto cảm ơn anh chị rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những mẫu xe ngày hôm nay. Mẫu xe đầu tiên em muốn giới thiệu với quý anh chị ngày hôm nay là một mẫu xe nhà Toyota. Toyota Fortuner sử dụng động cơ dầu 2.4, dẫn động một cầu và số sàn. Mẫu xe thì sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu năm 2019. Xe thì được cá nhân sử dụng giữ gìn như mới, lăn bánh được 6,8 vạn km và đây là số km nguyên bản của xe. Và chiếc xe được Trung Thương Auto định giá với mức giá là 810 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 825 triệu đồng ạ. Chúng ta sẽ đến với mẫu xe tiếp theo nhà Hyundai. Hyundai Santa Fe, mẫu xe thì sản xuất đăng ký lần đầu năm 2015, sử dụng động cơ xăng 2.4, dẫn động hai cầu và số tự động. Xe mang biển tỉnh đã qua hai đời chủ nhưng mà đều là cá nhân sử dụng. Gốc của xe là gốc biển thành phố nên là nếu quý anh chị có đăng ký lại về thành phố Hà Nội hoặc đăng ký về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng không mất 20 triệu tiền biển ạ. Một chiếc xe thì đầy đủ lịch sử bảo dưỡng ở trong hãng, đã lăn bánh được 8,6 vạn km và đây cũng là số km nguyên bản theo xe. Chiếc xe đã được nâng cấp thêm các đồ chơi nâng cấp như là phần camera 360 này, cam hành trình cũng như là màn hình to rất là to bản ở trong xe. Và chiếc xe thì được Trung Thương Auto định giá với mức giá là 650 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về thành phố Hà Nội, mức giá sẽ là 660 triệu đồng. Và chắc chắn với mỗi chiếc xe mà Trung Thương Auto chào bán ra thị trường thì đều trải qua quá trình kiểm tra 176 hạng mục chất lượng đầu vào. Trung Thương Auto sẽ cam kết với anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý là xe không tai nạn đâm đụng ngập nước, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis. Động cơ hộp số của xe thì nguyên bản, không tháo cầu đại tu và hồ sơ pháp lý của xe thì minh bạch, rõ ràng, không thế chấp và không phạt nguội. Và chúng ta sẽ cùng đến với những mẫu xe ở hàng thứ hai của showroom ạ. Hai mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật trong phân khúc là 5+2. Mẫu xe màu đỏ mang thương hiệu Mitsubishi, Mitsubishi Outlander, sản xuất đăng ký lần đầu năm 2021, sử dụng động cơ xăng 2.0, dẫn động một cầu và số tự động. Xe mang biển tỉnh 28 Hòa Bình, được cá nhân và một chủ sử dụng từ đầu, lăn bánh được 3 vạn km và đây cũng là số km nguyên bản theo xe. Xe sở hữu ngoại thất màu đỏ, nội thất màu đen, màu đỏ tươi rất là đẹp ạ. Rất hợp cho những quý anh chị mệnh thổ, mệnh hỏa. Và một chiếc xe thì đã được bác chủ cũ trang bị thêm phần phim cách nhiệt cũng như là phần cam hành trình. Và chúng ta sẽ có một chiếc xe với tên kỹ thuật ngôn ngữ thiết kế là Dynamic Feel. Và chiếc xe này được Trung Thương Auto định giá với mức giá là 785 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 802 triệu đồng ạ. Chúng ta sẽ đến với mẫu xe tiếp theo nhà Honda. Honda CR-V sử dụng động cơ xăng 1.5, dẫn động một cầu và số tự động. Mẫu xe thì sản xuất đăng ký lần đầu năm 2019, mang biển tỉnh, được cá nhân sử dụng giữ gìn như mới, lăn bánh được 6,3 vạn km và đây cũng là số km nguyên bản của xe. Một chiếc xe thì đầy đủ lịch sử bảo dưỡng ở trong hãng, sở hữu ngoại thất màu đen, nội thất màu đen ạ. Và chiếc xe thì được Trung Thương Auto kiểm tra, đánh giá rất là kỹ càng và được định giá với mức giá là 840 triệu đồng là giá bán xe. Quý chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 856 triệu đồng. Những mẫu xe tiếp theo là những mẫu xe đến từ thương hiệu Hyundai và Toyota. Một mẫu Hyundai Kona, mẫu xe nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt trong đô thị với động cơ xăng 2.0, rất là khỏe, được đánh giá là một mẫu xe có cảm giác lái hay nhất phân khúc ạ. Hyundai Kona, sản xuất năm 2019, đăng ký lần đầu năm 2020, sử dụng động cơ xăng 2.0, dẫn động một cầu và số tự động. Xe được cá nhân sử dụng giữ gìn như mới, mang sẵn biển thành phố nên nếu quý anh chị có đăng ký về thành phố Hà Nội hoặc đăng ký về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng không mất 20 triệu tiền biển. Xe đã lăn bánh được 4,7 vạn km và đây cũng là số km nguyên bản của xe. Và chiếc xe này đã được bác chủ cũ nâng cấp thêm phần phim cách nhiệt rồi ạ. Và chiếc xe thì được Trung Thương Auto định giá với mức giá là 529 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về thành phố Hà Nội,
mức giá sẽ là 538 triệu đồng. Và ngay cạnh đây thì có một mẫu xe mới cập bến trung tâm Auto, một mẫu Toyota Fortuner máy dầu sở hữu ngoại thất màu đen thuộc form dáng thiết kế mới nhất. Anh chị có thể quan sát trực tiếp qua phần đèn đã được tái thiết kế này, rất là đẹp. Và phần mặt ca lăng được sơn đen bóng dạng sóng, rất là đẹp mắt ạ. Và một chiếc Toyota Fortuner sản xuất vào thế kỷ lần đầu năm 2020 thuộc form dáng thiết kế mới. Xe sử dụng động cơ dầu 2.4, dẫn động một cầu và số tự động, mang biển tỉnh được cá nhân sử dụng giữ gìn như mới. Lăn bánh được 3,9 vạn km và đây cũng là số km nguyên bản theo xe. Và chiếc xe được Trung Thực Auto định giá với mức giá là 945 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 965 triệu đồng ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với những mẫu xe cũng là Toyota và Hyundai Tucson. Toyota Fortuner sản xuất vào đăng ký lần đầu năm 2018, sử dụng động cơ xăng 2.7, dẫn động một cầu và số tự động. Một chiếc xe thì được một chủ sử dụng từ đầu, mang sẵn biển thành phố, chạy được 6,8 vạn km và đây cũng là số km nguyên bản của xe. Một chiếc xe Toyota Fortuner bạc đầy đủ lịch sử bảo dưỡng hãng ạ, sở hữu ngoại thất màu đen, nội thất màu đen luôn ạ. Một chiếc xe thì được Trung Thực Auto kiểm tra đánh giá rất là kỹ càng và được định giá với mức giá là 810 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí thành về thành phố Hà Nội, mức giá sẽ là 825 triệu đồng. Mức giá trên thì đã bao gồm tất cả các chi phí và quý khách hàng sẽ không phải chi trả thêm bất kỳ chi phí nào nữa. Một mẫu Hyundai Tucson thuộc phiên bản là đặc biệt, sản xuất vào đăng ký lần đầu năm 2020, một mẫu SUV đô thị rất là đẹp, rất là hiện đại đến từ nhà Hyundai ạ. Hyundai Tucson thuộc phiên bản đặc biệt sử dụng động cơ xăng 2.0, dẫn động một cầu và số tự động. Xe thì mang biển tỉnh, lăn bánh được 3,1 vạn km. Và chiếc xe này thì đã được cụ bác chủ cũ nâng cấp thêm phần cam hành trình cũng như là phần phim cách nhiệt. Và chiếc xe thì được Trung Thực Auto định giá với mức giá là 770 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 787 triệu đồng ạ. Và về ngoại thất thì chiếc xe này thì đã được bác chủ cũ nâng cấp thêm phần ốp cản trước sau, rất là hiện đại trẻ trung, tạo cái cá tính cho chiếc xe này ạ. Một chiếc xe Hyundai Tucson sở hữu ngoại thất màu trắng rất là đẹp ạ. Những mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật, Honda CR-V sử dụng động cơ xăng 1.5, sản xuất năm 2018 nhưng đăng ký lần đầu là năm 2019. Sử dụng động cơ xăng 1.5, dẫn động một cầu và số tự động. Xe thì mang biển tỉnh được cá nhân sử dụng giữ gìn như mới. Lăn bánh được 6,2 vạn km và đây cũng là số km nguyên bản theo xe. Chiếc xe sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen và đầy đủ lịch sử bảo dưỡng hãng. Anh chị có thể kiểm tra điều này khi chúng ta mang xe qua đại lý Honda chính hãng. Chiếc xe thì được Trung Thực Auto kiểm tra đánh giá rất là kỹ càng và được định giá với mức giá là 810 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 826 triệu đồng. Và mẫu xe tiếp theo là một mẫu xe từ nhà Toyota, mẫu Toyota Fortuner Sportivo, một viên ngọc rất là hiếm ở trên thị trường. Toyota Fortuner sản xuất vào đăng ký lần đầu năm 2019, sử dụng động cơ xăng 2.7 thuộc phiên bản Sportivo, dẫn động một cầu và số tự động. Và chiếc xe được Trung Thực Auto kiểm tra đánh giá rất là kỹ càng và được định giá với mức giá là 860 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về thành phố Hà Nội, mức giá sẽ là 875 triệu đồng ạ. Và ở phiên bản Sportivo, phiên bản nâng cấp thể thao thì chúng ta sẽ có phần mặt ca lăng được sơn dạng đen bóng này. Đấy, cùng rất nhiều cái body kit dạng nhựa đen nhám được ốp xung quanh, rất là hiện đại, trẻ trung. Và rồi chúng ta sẽ đến với những mẫu xe tiếp theo của video ạ. Một mẫu Hyundai Tucson sản xuất đăng ký lần đầu năm 2019, sử dụng động cơ xăng 1.6 turbo, dẫn động một cầu và số tự động, phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Tucson máy xăng. Chiếc xe thì mang biển tỉnh được cá nhân sử dụng giữ gìn như mới, lăn bánh được 5,5 vạn km và đây cũng là số km nguyên bản theo xe. Và chiếc xe này thì đã được bác chủ cũ nâng cấp rất là nhiều phần option. Chúng ta sẽ có phần mặt ca lăng ở phía trước này, cảm biến Absolute Lốp ở phần hông xe này. Bên trong nội thất thì chúng ta sẽ có là cam hành trình, phim cách nhiệt, độ loa này, đèn viền nội thất, thảm trải sàn cũng như là bọc trần, rất nhiều đồ chơi và đầy đủ lịch sử bảo dưỡng ở trong hãng ạ. Anh chị có thể kiểm chứng điều này khi chúng ta mang xe qua đại lý Hyundai chính hãng. Và chiếc xe được Trung Thực Auto định giá với mức giá là 765 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 778 triệu đồng ạ. Hyundai Tucson 1.6 turbo, sở hữu ngoại thất màu đen. Và mẫu xe cuối cùng trong video ngày hôm nay là một mẫu MPV đến từ thương hiệu Mitsubishi, sở hữu ngoại thất màu trắng. Mitsubishi Xpander sản xuất đăng ký lần đầu năm 2019, sử dụng động cơ xăng 1.5, dẫn động một cầu và số tự động. Xe mang sẵn biển thành phố được cá nhân và một chủ sử dụng từ đầu.
lăn bánh được 7 vạn km và đây cũng là số km nguyên bản theo xe. Một chiếc MPV đến từ thương hiệu Mitsubishi được Trung Thực Auto định giá với mức giá là 532 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên trọn gói các chi phí Việt thành phố Hà Nội, mức giá sẽ là 543 triệu đồng. Mức giá trên thì đã bao gồm tất cả các chi phí và quý khách hàng sẽ không phải chi trả thêm bất kỳ chi phí nào nữa. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu với quý anh chị về khoảng gần 20 mẫu xe đang có mặt tại showroom của Trung Thực Auto. Và tại Trung Thực Auto thì vẫn còn rất nhiều những mẫu xe gầm cao khác. Và đến với Trung Thực Auto thì anh chị có thể linh động những cái hình thức thanh toán. Anh chị có thể trả thẳng 100% giá trị xe hoặc có thể chỉ trả trước tối thiểu là 30% giá trị giao dịch là có thể đã sở hữu được những mẫu xe tại Trung Thực Auto rồi ạ. Và hồ sơ cần chuẩn bị những gì, thủ tục cho vay ra sao thì anh chị hãy gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline của Trung Thực Auto đã được ghim trên màn hình để đội ngũ tư vấn bán hàng của Trung Thực Auto có thể tư vấn, giải đáp và giúp anh chị chọn ra một chiếc xe phù hợp ạ. Và em cảm ơn anh chị đã xem đến hết video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.